Chào các bác. Cái việc mà chúng ta lựa chọn cái cây giống thạch đen hay người ta còn gọi là cái cây xương sáo ấy, để mà khi mà chúng ta trồng đạt hiệu quả và trồng được nhiều nhất thì cũng là một cái khâu rất quan trọng. Thì hôm nay em xin chia sẻ một số kinh nghiệm hay chia sẻ về một số hiểu biết của mình về việc là chúng ta lựa chọn cái cây thạch đen hay cây xương sáo khi mà chúng ta trồng như thế nào. Đấy là khi nào chúng ta lựa chọn gọi là lựa chọn cái cây giống ấy. Đấy đây là cái vườn ươm, người ta gọi là cái ruộng ủi ươm cái thạch giống ấy. Đó là thạch để mà chúng ta mang đi trồng, hay người ta còn gọi là cái cây xương sáo khi chúng ta trồng ấy. Thì loại khi các bác mà muốn lựa chọn được cái loại giống mà nó đạt hiệu quả cao và phù hợp nhất đối với cái ruộng hoặc là để trồng được có cái diện tích nhiều nhất ấy, thì chúng ta nên lựa chọn cái cây giống như thế nào. Cây giống thì đối với cây như thế này thì chúng ta nên lựa chọn là cây từ 20 cm cho đến khoảng 30 cm đổ lại thôi thì chúng ta trồng mới được nhiều. Và cái diện tích mà khi chúng ta trồng 1 kg thạch giống như thế này ấy, thì nó sẽ được là tầm khoảng từ 10 mét vuông cho đến là 12 mét vuông 1 kg giống ấy. Đấy là cái loại giống đạt tiêu chuẩn mà nó từ 20 cho đến 30 cm, tức là dài ấy. Bình thường thì là đối với thạch giống thì người ta sẽ ươm trong cái khoảng thời gian là bây giờ. Đấy bây giờ là mang đi trồng được rồi. Hoặc là ươm cho đến là tháng giêng, bắt đầu qua tháng giêng thì là họ lại bắt đầu lại cũng lại một lứa nữa. Đó. Thì là một sào Bắc Bộ như ở đây ấy, thì là 360 mét vuông thì các bác sẽ có thể là lấy khoảng 30 kg cho đến khoảng 35 kg thôi. Đấy 30 kg cho đến khoảng 35 kg đối với loại thạch giống mà nó dài khoảng từ 20 cm cho đến là 30 đổ lại. Đấy 20 đến 30 hoặc là cũng có cái giống nó khoảng là 15 cm thôi. Thì loại cây giống như thế này thì nó mới đạt hiệu quả khi mà chúng ta trồng ấy, gọi là trồng ra được cái diện tích nó là hiệu quả nhất. Đấy. Đặc biệt là năm nay thì là nhà nước đang hỗ trợ có một cái chương trình gọi là hỗ trợ bà con nông dân, hỗ trợ không hoàn lại. Tức là hỗ trợ bà con nông dân khi trồng được bằng đấy là tức là một sào người ta sẽ hỗ trợ là một nửa về cây giống và một nửa về phân bón. Đó. Thì còn giá thị trường thì là bà con cứ bán thoải mái chứ không cần phải bán cho các doanh nghiệp của nhà nước đâu. Mà bà con thấy giá cả ở đâu được tốt thì bà con bán thôi. Nó đâm ra là một cái điều gọi là nhà nước hỗ trợ cho bà con nông dân, một cái việc là gọi là hết sức là quan trọng và tốt đấy. Đó thì có thể là trong cái năm nay thì giá của cái thạch nó sẽ lên được một chút, bởi vì là tầm bây giờ ấy, hiện nay thì là đối với cái thạch nương thì nó cũng đã lên cao rồi. Còn cái thạch ruộng thì là thạch ruộng bây giờ người ta trồng ấy thì là người ta trồng thì cũng từ 20.000 đấy, 20.000 trở lên một ít rồi. Do vậy là bà con nông dân cũng có thể là yên tâm về cái việc là chúng ta trồng thạch đen hay người ta còn gọi là trồng cây xương sáo đấy. Đó. Đó, qua cái việc mà em vừa phân tích và cho các bác xem là chúng ta nên lựa chọn loại cây giống có kích thước như thế nào. Và đặc biệt là hiện nay ấy, thì là giống có loại giống là nó thân nó màu tím. Đấy, đa số gọi là thân màu tím thôi, không có thân 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 xanh với thân trắng nữa rồi. Đó, vậy là thân của cái thạch đen này ấy, hầu như là bắt đầu nó lai tạo rồi lại trở thành là thân màu tím hết. Đó. Thì qua cái việc này thì bà con cũng có thể là lựa chọn cái cây giống thạch đen để mà chúng ta trồng cho phù hợp với cái diện tích đất của mình và có khoảng bao nhiêu thì mình nên mua bằng đấy để cho đỡ tiết kiệm. Tức là mình tiết kiệm hoặc là mình biết được cái việc là mình nên mua bằng nào cho phù hợp với cái diện tích đất của mình. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại bà con trong các video clip lần sau.